thông báo cho giáo dân, copy những hình ảnh này phân phát cho toàn thể đồng bào Việt Nam ở tại trong nước, từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc. Tất cả mọi người Việt Nam cần có hình ảnh này để cùng nhau ôm ra đường, cùng nhau ôm ra đường. Hình ảnh này có phép lạ đi chung, và hình ảnh này sẽ giải tán thế giới cộng sản khi chúng ta nhịp nhàng ôm hình ảnh này bước ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Một lần nữa tôi lặp lại rất rõ ràng, thành ra đồng bào đừng có kêu bằng vu vơ mù mờ gì nữa, tại vì đây là sấm lệnh. Tôi nói rõ, đây là sấm lệnh của cha trời thượng đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra trên mây bởi quyền năng và hồng ân của cha trời Giê-xu ban cho. Đây hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong, đây là hình màu gốc chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Còn đây là hình hai anh hùng chiến sĩ trận vong ở những mặt trận khác nhau, các chiến tuyến, sau khi họ hy sinh và họ đã được Thượng Đế rước về chỗ nghỉ ngơi, và giờ đây Thượng Đế đã cho họ hiện ra trên mây để phù trợ và bảo vệ chúng ta, cũng như đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Đây hai khuôn mặt của hai anh hùng chiến sĩ trận vong các chuyến tiến đã hội tụ lại theo lệnh của Thượng Đế để làm việc phụ giúp chúng ta, phụ giúp chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Một lần nữa, ôm những hình ảnh này xuống đường cầu nguyện cùng với hình ảnh của cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung, thì chắc chắn bọn cộng sản sẽ tan rã và bọn tàu cộng sẽ cút về tàu. Đứa nào muốn ở lại là phải đàng hoàng, phải có lễ phép đàng hoàng, chứ không được đến đất nước Việt Nam chúng ta rồi muốn làm gì làm. Chuyện đó chúng ta không cho phép chúng nó làm như thế. Một lần nữa tôi nói, đây là sấm lệnh của cha trời thượng đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã được cha trời thượng đế toàn năng cho hiện ra trên mây để đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Và đây là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta, ông rồng bà phụng, rất rõ ràng thần khí oxygen của cha trời thượng đế toàn năng kết tụ lại thành ông rồng bà phụng để cùng nhau đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Vì thế đồng bào hãy mau mắn chấp hành, đây là sấm lệnh. Một lần nữa, đây là hình ảnh tổ rồng kết tụ bà ấy, thần khí oxygen của cha trời thượng đế toàn năng đã hiện ra trên mây để đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Vì thế đồng bào hãy mau mắn chấp hành gấp, vì đây là sấm lệnh của cha trời thượng đế toàn năng. Và kính thưa đồng bào thương mến, người Việt ở hải ngoại hãy mau mắn tinh tấn sám hối và học hỏi những điều hay lẽ phải, những điều tuyệt vời của thế giới thiên loại ban cho nhân loại chúng ta. Chúng ta học hỏi những điều đã xảy ra trong quá khứ của thế giới thiên loại, nào là nhiều phép lạ vĩ đại, nào là sự cứu đổi, vân vân và vân vân. Thì tất cả những phép lạ, những việc làm đó của thế giới thiên loại, chúng ta hãy luôn luôn lưu giữ để học hỏi, để mà hoàn chỉnh đời sống của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta đừng quên rằng thế giới thiên loại luôn luôn tiến hóa trước thế giới nhân loại. Vì thế khoa học nhân loại tiến hóa thì chắc chắn khoa học thiên loại tiến hóa hơn chúng ta nhiều và tiến hóa trước chúng ta. Vì thế những phép lạ mà tôi vừa trình bày đó là những tiến hóa quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Đó là những việc làm, những phát minh của thế giới thiên loại đã cho hiện ra trên mây bởi thần khí của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Và người Việt Nam chúng ta đã nhận lãnh được những phép lạ này cùng những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Nhờ đó mà nhân loại
nhiều người được cứu rỗi bởi hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Vì thế, nhân loại chúng ta có bổn phận hãy mau mau sốt sắng và thật lòng ước ao học hỏi những phép lạ mới, những lời dạy bảo mới, những phát minh mới của thế giới thiên loại. Kính thưa đồng bào thượng mến, những hình ảnh vừa rồi đó là những hình ảnh phép lạ mà chúng tôi đã chụp được trong lúc hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại On County. Những phép lạ đó đã được chính tôi chụp trong lúc hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại On County. Những phép lạ này vô cùng vĩ đại, vì thế hầu hết chúng ta, đa số khi mà đối diện với những phép lạ này, chúng ta sẽ ngỡ ngàng vô cùng. Thậm chí đa số hầu hết những giây phút đầu, trong khoảng thời gian đầu, chúng ta cứ ngỡ rằng là đây là chuyện đùa, chuyện Photoshop. Tuy nhiên đây là sự thật chứ không phải là Photoshop. Nhìn ánh mắt linh hồn của tôi nói chuyện rất rõ ràng. Ở đây chúng ta quay hai camera, hãy nhìn thẳng vào cặp mắt linh hồn của tôi. Đây là những hình ảnh phép lạ có thật đã hiện ra tại On County trên bầu trời California, trong lúc tôi, y sư Thánh Giống, hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại On County. Vì thế chúng ta có bổn phận phải học hỏi và tiếp nhận những sấm lĩnh mới, những bài học tuyệt vời nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Những phép lạ này sẽ hướng dẫn nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi và đồng thời bảo vệ nhân loại được bình an khỏi những biến loạn trong những ngày tháng năm sắp tới. Bởi vì cơ trời đang chuẩn bị cho ngày cáo chung tận thế đối với thế giới nhân loại, bởi vì nhân loại sẽ được chuyển hóa và sống cùng thế giới thiên loại. Và để được sống cùng thế giới thiên loại tuyệt vời vô cùng thì chúng ta phải chuẩn bị và học hỏi và vâng lời và phải biết khiêm nhượng, kính trọng thế giới thiên loại. Bởi vì có tầng, có giới, có khoa, có súc sinh, có nhân loại, có ác quỷ thì chắc chắn phải có thế giới thiên loại. Bởi vì thế giới thiên loại ban cho càn khôn và chúng sinh sự sống. Tiếp theo, đây là hình ảnh vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt, cảnh báo cho nhân loại được biết là sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, bởi vì Thượng Đế sẽ nắn quả địa cầu lại để chỉnh đốn quả địa cầu và cũng như để dạy dỗ cho nhân loại được biết về cơ trời chuyển. Thượng Đế sẽ nắn quả địa cầu lại và nước biển sẽ dâng tới mây, sẽ có một số quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Và đương nhiên sẽ có một số quốc gia sẽ được Thượng Đế Toàn Năng di dời chỗ này qua chỗ kia qua chỗ nọ, giống như ngài nắn quả banh như thế này. Sự việc này sẽ xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới. Và lúc đó, khi động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Trong đó, đất nước Trung Cộng sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất, bởi vì Trung Cộng đã phạm quá nhiều tội ác, đủ thứ tội ác. Nào là giết hàng bao nhiêu trăm triệu thai nhi, phụ nữ, con gái. Nào là chặn nguồn nước từ Hy Mã, Lạp Sơn xuống mạn Nam qua địa cầu, làm đảo lộn từ trường trái đất. Vì thế, tội ác của Trung Cộng sẽ được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng hành xử, để rồi sự sống của những người hiền hòa được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho bình an thanh thản.
và những kẻ hung dữ ác độc, ích kỷ kiêu ngạo, sống nghịch ý trời thì sẽ bị trừng phạt. Tất nhiên, những kẻ đó sẽ bị chính người dân bản xứ nổi dậy và họ sẽ hành xử những kẻ độc tài, giàu có, hung dữ, ác độc, ích kỷ, kiêu ngạo bấy lâu nay. Có nghĩa rằng là đám cộng sản, chóp bu cũng như những kẻ giàu có ở tại Trung Cộng sẽ bị người dân bản xứ của họ nổi dậy và sẽ xử tội họ. Và lúc đó ở tại đất nước Việt Nam cũng sẽ xảy ra như thế. Tất cả những thằng, những con, những đứa bí thư từ trên xuống dưới đa số sẽ bị trừng trị đích đáng tùy theo tội nặng nhẹ. Nhìn cho kỹ, đây là hình ảnh rất rõ ràng, nước biển dâng tới mây và trong đây có mặt quỷ Sa Tăng trong đây. Và nơi ảnh hưởng nặng nề nhất là ở tại Trung Cộng, đây là vùng đất Trung Cộng có mặt quỷ Sa Tăng hiện ra rất rõ ràng. Và phía bên đây là Nhật Bản, phía trên này, mạng trên này là một phần đất Nga Xô. Thiệt hại nặng nề nhất là tại đất nước Trung Cộng, bởi vì chúng nó đã bị bọn quỷ Sa Tăng chế ngự và điều khiển bọn cầm đầu Trung Cộng bấy lâu nay. Nhìn kỹ thấy khuôn mặt quỷ Sa Tăng không? Rất rõ ràng. Khu này sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất. Đây là miền Đông Bắc Á Châu, mạng dưới Đông Nam Á Châu có Việt Nam. Đặc biệt Việt Nam sẽ được Cha Trời Giê-xu cứu rỗi và cứu chữa, và đất nước Phi Lục Tân sẽ được Cha Trời Thượng Đế toàn năng di dời sát gần đất nước Việt Nam khi Ngài nắng quả địa cầu lại. Và chắc chắn Ngài sẽ nắng quả địa cầu lại, bởi vì đó là sự việc mà Ngài cần phải làm để chỉnh đốn quả địa cầu lại và cũng như để trừng phạt những em độc lâu nay. Và đồng thời lý do Ngài nắng quả địa cầu lại là để chấm dứt những âm mưu toan tính của bọn giàu có quyền thế hung dữ ác độc. Chúng nó định cho chiến tranh nguyên tử xảy ra để giết hết hầu hết nhân loại, chỉ trừ một số ít bọn giàu có quyền thế sống sót mà thôi. Vì thế Thượng Đế toàn năng bằng lòng với lối làm việc của chúng, và Thượng Đế sẽ không cho bom nguyên tử xảy ra để tam thế. Vì thế Ngài sẽ nắng quả địa cầu lại. Lúc đó là lúc mà những kẻ giàu có quyền thế có những cơ sở công sự đào sâu dưới chân núi để mà tránh bom nguyên tử, thì lúc đó chính là những kẻ đó sẽ bị sập ở dưới lòng đất, bởi vì Thượng Đế toàn năng sẽ không để cho đệ tam thế chiến bom nguyên tử xảy ra để mà con cái của Ngài hầu hết bị giết chết vì bom nguyên tử bởi bọn giàu có quyền thế ác độc. Kính thưa đồng bào thương mến, một lần nữa đây là hình ảnh rõ ràng nói về sự chuyển mình động đất tsunami, nước biển dâng tới mây sẽ xảy ra. Đây là hình màu gốc, chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Và phía bên đây có ghi chi tiết rõ ràng hơn. Đồng bào hãy coi cho rõ. Đây là hình ảnh đã hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc động đất tsunami, nước biển dâng tới mây sẽ xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới. Và khi sự việc này xảy ra thì khắp quả địa cầu sẽ có những thay đổi vô cùng lớn lao, kinh hoàng và khốc liệt. Có nghĩa rằng là những người giàu có xe xua hung dữ ác độc, bon chen chụp giật bốc hốt quyền thế, những kẻ đó sẽ sống một cuộc sống vô cùng khốn khổ, bởi vì họ chưa quen đối với cuộc sống bình thường, bình dân của nhân loại. Họ giàu có xe xua quyền hành, vật chất, quyền hạn, quyền thế, đến lúc đó họ sẽ đối diện với những sự khó khăn ở khắp mọi nơi khi mà họ
họ không thể tiếp cận được với sự sống bình thường với người dân. Và chính họ, những người đó, những người quyền thế giàu có, hung dữ, ác độc và độc tài, họ sẽ bị người dân bản xứ ở khắp mọi nơi nổi dậy và hách hỏi và xử tội họ. Trong đó bọn cộng sản độc tài sẽ bị xử nặng nề nhất, kế đến nữa là bọn đầu cơ tích trữ, tư bản xanh, tư bản đỏ, ham mê vật chất, danh vọng, ảo quyền, thế gian xảo, lo làm giàu, lo đông đầy những túi tham mà họ không đếm xỉa gì hết đối với sự sống khốn khổ của nhiều người trên quả địa cầu bấy lâu nay. Kính thưa đồng bào thương mến, kế nữa, đây là hình ảnh để cho nhân loại học hỏi, để mà sốt sắng ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có cơ hội. Đây là hình ảnh linh hồn bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Hãy nhìn cho rõ. Hình ảnh hiện ra trên mây để nhắc nhở và cảnh báo và cảnh cáo cho tất cả nhân loại. Những kẻ nào sống nghịch ý trời thì sau khi chết, linh hồn sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Sau khi linh hồn bị thiêu đốt thì linh hồn sẽ bị quăng vào nơi mà quỷ Satan sinh sống. Và đây là khuôn mặt của quỷ Satan hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết là có tầng, có giới, có khoa, có súc sinh, có nhân loại